Và xuống đây nè ở kia vừa tập lọc ở Vinh nếu session 2 để tổng từ nâng phía xa C sharp nếu có nông ở Merian session TP này cứ bắt đầu xung khăn từ lưu control structure classes mình nông data types cô bùm nông nơi phê đại dương riêng chọc nơi session 1 này cứ dương ai nâng thua ca xoay vô lòng phi element rồi có cường xong này structure theorem dương thu mấy construct rồi có bằng cao nơi algorithm dương pra dương ai nâng thuộc dũl dương đăng lập biệp này ca bằng cao nơi class và đồ chỉ object hay đăng làm bì attribute rồi có operation nơi không class nâng dương bằng cao đời lập biệp na dương thuộc ca maintain nơi encapsulation nâng đời lập biệp na hay không lúc phòng đáy cứ dương nâng thua ca cover từ lửa format output để về để output nâng dương của format bài ná đảm bây nghị sử dụng nâng ca mưu dương mưu to từ hàng trọng tiết cứ tiện tông từ nâng introduction cứ nâng nâng session mùi ní cứ dương thua ca review cứ review nâng control structure để bàn riêng hơi tại nhiều mặt bàn cover để tôn tên là prerequisite unit thế đòi prerequisite unit nó cứ miền unit mũi tiệt để tệ tôn tên nâng ca bằng riêng ở đây ở phía xa C sharp nâng chỉ lại cần là beginner hay bờ chung phu ở OD ni với cứ vì ở level mũi tiệt đây đơn chân nhưng nâng thua ca và hai chú đặt mình chỉ bài nhà ấy thế để ba trăm bài thử ca che ở unit mùi như thế hơi dương nâng thua ca riêng đôi nhóm bàn giấy chấn define the class và cả nâng object hơi nè cứ control structure như mùi nâng structure theorem nâng không biết xa ở object oriented programming nâng cứ ta dương riêng nâng OD cứ chạm bạch dương thua ca bóng bay nơi rưu cờ ưu thị hoa tha cam vị thi môi thôm chấn dương thua nắp thua dạng nắp breakdown dương thua với căn mà chỉ phải tối hơi dương thua chỉ nì cứ cam vị thi ai tư chỉ lệ cả nạ tối hơi phải tối rưu cờ dương ai nâng vô ba nơi phải tối nâng cái hai tha chỉ object hay bản tọa mục tiết cứ dương nâng thua ca xoay vô lòng phi operation đâm ná ca nơi khăn ông class nâng đòi dạng mạch tớ ưu thị hoa nâng khăn ông ní cứ dương khơi tha miên nơi calculate nơi đâm lai rồi bỏ bị cài dựa bát lại cần nạ shorting đâm riêng nơi chú mua miên trởn tiết đôi dương khơi nâng khăn ông ưu thị hoa nâng chấn tiếng ơ nâng ở vậy đã tệ tôn tên nâng sạc ca một phía ấy nâng kê hai tha chia ở operation ca bật bật ca tên lưu ca kia nâng nha lưu có decrypt nâng password ở lâu dương mưu tỏ tới tiết nì cứ tệ tôn tên nâng phía dây tức phía xa programming cứ bật gọt nâng dương thật đơn ngọc algorithm algorithm nâng viết cứ chia chung hiên lưu có step lưu có chia sạc ca một phía chia lệ cần nạ ở series đại dương thua viên nâng protobat ca chia lũng tam lũng đập dây chân tờ ở chạp dốt ưu thế hoa khăn ông ý chạy sát đáy cứ sắp hờ rụp bổ môn nâng khăn ông ca thua mà hộp nâng cứ dương đăng xỉa bây dương thua mà hộp dương ai chạp bắt đầu máu dương ban là bỏ hơi dương và còn chỉ thử ca thua bì mà chúng hiên tờ mà chúng hiên đặc biệt tụ ban là tập hợp trong cõi hay dương khơi những con nhìn trắng ở miền ca không bay phu châu khnhi hay là bia hay chỉ mùi nắng thịt nịt ấy nắng viết chia lại cả nạn trong hiền vì mùi tơ mùi từ ở dương ai sầm rạch ban nơi là tập hợp na mùi được chưa đấy không phải xa programming được khnhi cứ dương chạm bài từ vài nhiều nữ algorithm nhưng bây giờ tôi mới tiết control structure theorem cứ viết trong dây mp algorithm nếu khả năng ca đọc sài nếu bài nhà hát đại vì nếu khả năng lúc vì mình thiết xong dùm đồn bầy
structure algorithm nó cứ về miền tìm mối để tồn tận năng sequence selection chúng muốn là repetition sequence này cứ về cứ order ordering về chỉ step để về miền lại cần chỉ chúng hiến pin mà chúng mối từ mối tam lục đạp chẳng hạn hai bờ selection này vẫn cứ để tồn tận năng chúng rư ưu thế hoa thao với mình chùm rửa phi chân tới và sân chỉ chùm rửa nào mùi tới vì nâng thua nó can step mùi nông hai repetition này với cứ chỉ lệ cả algorithm đại vì chỉ chùm luôn dây vì chùm luôn với những ưu thế hoa thao dương cầm nọt ở vì đầm nạ ca chùm luôn và màn đoan ấy chân tới cứ vì nâng thua xa lăng quên tất cả hai tất cả tiệt ní cứ tệ thông tin nâng repetition hai nó không section và to một tiết ở dương mớ để tông tên năng condition mà đó condition năng cứ đôi khang lương vậy chẳng vừa miền selection dùng môi năng repetition vì trợ ban pra nơ lẹ khán condition vì cứ chỉ expression môi đài thua ca vì đồng lại nơ boolean result boolean năng cứ vì a chia true hoặc false hay expression nâng trâu ban pra sẽ biết thưa ca priệp hiệp đầm lại mũi ta can đầm lại mũi tiệt hay nơi khăn ông ní cư dương ai khơi tha vừa miền nơi equality operator rư có relational operator nâng đài ní equality operator cư kê ban pra sẽ biết thưa ca compare priệp hiệp nâng đầm lại phí hay vì ai chỉ lẽ cả nạ smile គ្នាឬក៏វាផ្ទុយគ្នាយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាមាននៅ operator វិញវា compare ប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃ bản tai vì bệnh thiệp lệ cả nạp xế mình men smile được gặp tôi khi này thế vì bệnh thiệp chỉ lệ cả nạp tổ chiên thông chiên hay nít tổ chiên được gặp smile thông chiên được gặp smile mới một tiết cứ tệ tông tên năng complex conditions vì chỉ lệ cả nạp smoke smile chiên nắng vì ai nâng thuộc cả combine nơi several condition គេប្រើប្រាស់ នៅ logical operator ដើម្បី ធ្វើការប្រើប្រាស់ ហើយ វា មាន ចំនួន 3 គឺ យើង ឃើញ ថា មាន នៅ conditional and នឹង ហើយ or ឬ ហើយ នេះ គឺ ផ្ទុយ យើង មើល នៅ ក្នុង truth tables នេះ វិញ ចំពោះ conditional and គឺ យើង ឃើញ ថា ប៉ិសិន ជា លក្ខខណ្ឌ ទី 1 ត្រូវ លក្ខខណ្ឌ ទី 2 ត្រូវ nó nó về đại dương compare cái này tới bạn này tha vi và còn chỉ trâu rồi và xin chỉ ưu thì ho tha muối cả trâu pi cả trâu hay là tập phong và còn chỉ trâu tại và xin chỉ muối trâu nâng ATP nú cứ khó được chưa nè là tập phong cứ khó dương nằm bay nghi phim miền phim nghi sưu nó không ca tròn chám dương còn tận đằng thà e nắng viên nở lẽ khăn pi trớ viên nắng trớ cao viên nắng cứ khó thằng o hay chụp bù o đi vinh cứ tôi bị en và sân chia lẽ khăn ti mùi khó lẽ khăn ti pi khó viên nắng khó hay và sân chia lẽ khăn ti mùi trớ rứ có lẽ khăn ti pi trớ viên nắng trớ hay và sân chia viên trớ lẽ khăn ti mùi trớ lẽ khăn ti pi khó nu là tập hợp vì ai nâng trừ được chứ nè ở chung phua conditional or đi vinh cứ dương chăm tha và xin chìa ti mùi chung mùi nâng ti pi lẽ khăn nâng khó nu là tập hợp vì nâng khó hai kia nâng cứ trừ tập hợp dương mùi bắt đầu tiết cứ tiết tông từ nâng conditional and chung mùi nâng o dương chăm bạch nâng khăn ca xoay vô lòng phi concept này short circuit evaluation dương mưa và to mà tiết này kênh dạy đá conditional and này cứ person chỉ tìm mùi nâng
vì khó đối chứ nè à đợt tây tiện nâng vì bà con chỉ true vậy hơi bờ sân chỉ à ti mùi nâng bờ sân chỉ à ti đối chứ nè ở cái nâng cái trang giấy tha là biết nâng không compiler vì đồng ná ca nâng cứ vì mơ nâng về đại e nâng condition ti mùi với khó đối chứ nè à đợt tây tiết vì bà con chỉ true hay bởi xin chỉ là TP vì đi chứ nè vì ọt ọ trong giấy thao vì ọt nâng đồng ná ca ta lơ condition TP đi đi chứ nè vì còn ta chỉ ca trong này về đòi ọt mình bị giáo hay là nâng cứ chỉ đồng ná ca đọc bỏ compiler hai mũi tiết này cứ tệ tông tới nâng logical negation rồi cặp tôi nâng operator tôi bớt sân chỉ condition miền chẳng ngoài nhưng còn đã sinh nhà ưu tiên mối viên là tôi tên nâng lẹ khăn tờ bồ đại dương miền nhưng mà to mà tiết cứ tiện tôn tên nâng selection control structures vì nè cứ miền pi pi selection control structure cứ tìm mối nâng cứ if statement hay trong cuộc mối tiết nâng cứ switch statement chấm pua control structure tầng pi nâng cứ ti mùi nâng vì ai được nhà ở dương thưa ca chấm mùi nâng lẹ khăn mùi được chất án hơi vì nâng thưa ca prototype bắt từ lờ execute nâng code khác lá vì sai từ lờ output đây hay bởi mùi tiện ý vĩnh từ vì thưa ca execute nâng code rồi tay xem xem cái này vì sai từ lờ variable được result cái lại nâng nhôm nâng ở video nâng ở bất tài tiết hay chúng phụ mỗi to mà tiết if nâng cứ về miền chờ cứ về miền ở if else statement chúng phụ if là dùng mỗi chỗ thực can syntax bao việc tầm đoan tới cứ if condition và sân chia lệ khan về check thật ta trừ được call và sân chia lệ khan trừ nở vậy để chọn bán về năng thừa cả execute nở code nở kháng không if nâng hay bây giờ mưa to mà tiết về miền hay viên năng thua ca evaluate true và này tha và sân chia lớn năng trớ viên năng execute code nó không năng cứ sập đào xa tài lẹ khăn trớ từ việc execute nhưng mơ ưu thì ho không năng đi mối cứ dân khơi tha về miền if statement thua ca check cái này cứ kì miền message mùi xuất thật ta dụ và mán chân lắm person chỉ dụ đọc bằng bài cho năm, you are exactly 18 years old hay person chỉ một man tiếp tối cứ you are not hay ní cứ tội chiêng hay thôm chiêng, ní tội chiêng rưu smile tội chiêng rưu smile cái lại ní kênh và hai message mùi prap tha nè anh ai dụ dạng tráng bằng bài đọc cho năm nè bà này tha vì ai khổm đọc bằng bài cho năm là hộ đọc đọc bằng bài cho năm hay person chỉ ní cứ kê priệp thiệp thông riêng được smart nghĩa ai nghĩa dụ tích bằng port cứ bằng bài đọc vì ai lươn đăng tiệm chúng phụ if statement nâng vì mình thêm tiết cứ if else statement dương check mơ thật ta và sân chỉ lẽ khăn tìm môi bằng bàn trầm trời tế được chứ nét lẽ khăn tìm phí rồi có khăn ông cả này e lý và này thà và sân chỉ môi ở trời vì nâng thua cả cho tất cả đẹp khăn mùi tiền bà mình đủ cho nó tê bà nhưng mà bà tốt mà tiếp cứ tiện tương tư nâng cái này cứ vì mình là if hay if tiền L nâng cái này vì ai nhận thua ca chẳng lõm cái này chủ mùi nâng nì cứ đi dùng bán khơi chẳng cứ bà sân chỉ lẹ khăn tìm mùi tớ vì thua ca check nó lẹ khăn mùi tiện được hàng không lẽ khăn tìm mùi nâng vì ai chỉ lẽ khăn và to tiện tại bọn mình chẳng tế vì nâng thua cá bọn mình được cho nó việc thua nâng statement say mùi tiện hai person bà lẽ khăn tìm mùi nâng áp trớ vì nâng thua cá đâm ná cá nâng e li à lâu nhung nâng bà hai anh tệ tôn tên nâng pi lẽ khăn được dựng bàn khơi vì miền error bà nước lại như vậy cứ if l à lấy nhôm nâng scroll cho tôi khang khổ nè tao học nên nâng vô lâu vậy để nhôm trong giấy
cái này cái tha vì a nâng nơi nông if a nâng và to của tôi kia rồi còn nesting vì miền ở miền cầm nọt đấy cứ dương ai thua ca đã if if nơi cái này cứ dương ai và xe nơi nông if tìm mối và xin chìa lẹ khăn tìm mối trớ dương chạy mưa lẹ khăn và to tiết nơi nông lẹ khăn tìm mối hời và xin chìa khó dương đã l hay bởi đi với cứ if và xin chìa tìm mối trớ vì chạy tìm phí hời và xin chìa mình chẳng tế dương chạy mưa if tìm mối nâng lẽ khăn tìm mối trớ ớt và xin chìa ớt trớ tế dương l nơi trong cái lại nâng cứ miên phà nhà hả đời xa kinh dây ấy statement đằng phí ní cứ vì đôi khi nha tế cứ đôi khi nha tế có vấn đề vì cứ chia problem mối đại cái hai tha dangling L dangling L ní vì cứ ca đại đùm nà ca từ can statement nâng cứ vì ọt chắc bác lô hề vì vì vậy mà cứ sắp bệnh sắp bệnh nhưng chẳng kê có bàn introduce nơ ca pra pra nơ ní đôi dương bàn khơi cứ pra no curly braces đồng bây thuộc các khăn chạy ở compiler xoay dô chụp bác khởi thà bà xin chìa khăn ní cứ if condition tìm mùi trớ vì nâng thuộc cả code nâng khăn khăn nâng chạy mơ tại bà xin chìa nâng khăn mơ phần này thằng xin đi vinh bà xin chìa lại khăn tìm mùi nâng trớ vì nâng thuộc cả và to tiệt tại bà xin chìa lại khăn tìm mùi ở trớ tế vì nâng thuộc nâng tìm bì tại bọn này vẫn sẽ anh ấy vì còn đã check nó không lẽ khăn tìm mùi tại phần đó hời if nâng cứ đôi bàn khơi vậy mình chẳng cứ vì ở miền còn nọt nơi level bỏ cả nesting nơi if if a statement nâng thế có phần tái vì bị bạn nó không cả àn bị bạn nó không cả yếu được chứ nét cái cậu bạn introduce nơi mùi tiết là việc đây cả là xe đồng bày miền phim như xuống nó không cả mới dương ai ta sẽ if L L hay đọc clear mùi tới nhưng ta sẽ if you check mùi của to tiệt là bởi mình phía mình sử dụng nó không cả ní cứ tệ tông tên nâng task ở nhóm ọt dây rịp rộp tràn tệ tông tên nâng task ọt ní tế cứ cái khăn ông lại nâng cái chân ở dương thua cả ưu thị hò thà text ở rưu cơ ca đầy dương rộp lôi bàn income ở dương nâng cứ rộp bàn chạp bì zone rồi hồ đọc vào mùi bốn đối chứ này kì miền text ở miền tạ nơ require xe miền thua cả đời rộp bàn chùm nổ và phần nâng nghe tại bà sân chỉ chập vì vào mùi bốn mà đổi lá là hồ đọc bây mơn và phần cứ nơ khôn ông đồng lại mà đổi lá nâng kì chăm dương chăm bài trực bong ở chùm nổ đọc rám xên nơ khôn ông mà đổi lá hơi à đồng lại chẳng ở nâng cứ việc lơ cứ bà này tha khổm ở phần mùi bọn cho khổm kì ạch kết tế bà chạp bì phần mùi bọn cho khổm kì ạch kết tế kì kết chạp bì lơ phần mùi bọn cứ phần mùi bọn rối rồi hốt ở bây mơn phần phần nâng cứ kì kết chùm nuôn đập rám xến nâng nâng mà đời là hai bà to bà tiết chân tầng ở đây mưa bà to tiết tệ tông tên nâng switch statement bà đó vì miên lẹ cả nạ bà hai tớ dù mùi nâng if else statement đấy còn đặt tha phở nơ switch cứ kê pra nơ đầm lại rồi có value nà mùi nâng tầm bây thua cả check mơ hơi vì miền phiếp nghe xưa nó không cả án hơi đầm nào cả bỏ viết còn lươn phòng này cứ syntax bỏ viết cứ miền nơ switch case miền break rồi viên case đi mùi đi mùi trong cái cứ default hay cho mùi nó break cái chọc phòng đá tầm bây thua cả break chain nơ switch tiếng ổn luôn dương khuyên thà person chia matching value trở is ban ban xoay rô khơi việc đôi khả nâng cứ case cả nấy case mùi nó cứ trở ban pra trở ban execute chúng phu conditional operator đi với cứ về miền nơi nhà pi được dựng bàn khơi như hỡi cứ nhà xua chúng môi nâng colon cứ không biết sao C sharp cái bàn đo nơi ternary operator được cái hai chia conditional operator
vì miền phiên nghe sưu nó không cả ta sẽ shorthand dương ta sẽ cắt á dương khơ nhé condition nhà sưu true path hay column dùng mình là true false path dương khơ mơ nó ưu tiên hoa càng cao mình khơ tại một đó cứ cái miền message mỗi sưu thật ta miền là sưu chùm đồn vô mãn hết đã nhạc khơ hơi nó không lúc kênh thua cả store vì chỉ lẽ cả ở integer hay bắt đầu mà tiếp kia nâng bằng hai đầm lái nâng không ca bằng hai đầm lái nâng kê miên conditional operator mũi nâng không nâng cứ dương khơi thà và sân chia chủng luôn sợ mà nâng mũi được chết nè viên nâng thua ca bằng hai cứ nâng không cả đấy đi cứ empty string ở miên ấy đấy tai và sân chỉ sợ lừa vì mình nè được chứ nó dương từ bắt thay là so s nó bị rồi và này tha bị chẹt tha miền chủng luôn sợ chia chi dùng mình nè hay ní cứ kẹt tông tận năng cáプラプラ switch đó vừa thưa cả vì đầm lái evaluate từ căn result rồi có đầm lái na muối đừng không cả này ní chấn bớt xin chi dùng từ c ní cái số ta grade bọn nè nắng từ tua ba nắng cứ grade ak cùng rất ak chẳng ngay và tổng mà tiếp và xin dựng lại HD HD và tổng mà quyền nâng bên message mới phép thá nè ai nhờ từ tua và tụ ban lừa bài sở và tụ hơi cái hai thá great và tổng mà tiếp mình đi mình si ấy chẳng tới hơi và trong còi và xin chia dương ọt miền từ xe nó không lẽ khăn bó kê để cái bàn phát đo lòi nâng tế ủi thì họ thay dương từ vì sau A, sau B, sau C đại nước nông nông kẹt bàn check nâng á viên nông phép tha I don't know that great cứ viên nước nông default và đôi khi ủi ho mấy nâng chẳng nhông dây nâng cứ person chỉ miền sơ mình nhé cứ one student ở miền S tế tại person chỉ P lang tớ cứ miền hai dương mơ cứ ca pra pra chỉ mỗi nâng conditional operator mình nâng cứ dùng ở prao chẳng các bạn dùng chẳng prao chỉ if else statement các bạn đã xin chỉ if mà mũi dùng đặt message chẳng máu và xin chỉ lưu bị mũi rồi có time trở tiện nâng cứ dùng time as nó bị khỏi so student vì chuyện thật chả conditional operator nâng và xin chỉ dạy tới cứ vì thảm giỏi của việc cứ vì chấm nái bê tích nâng không cả ta sẽ code bán chả hơi vì ở miền advantage là đại lược chiến vì năng tiết tế đòi ca đại dương trần đánh phê nó không ca ta sẽ cả đôi chia trần đánh phê lìa nhưng mưa bật tỏ mất tiết cứ tệ toàn tình năng ở repetition control structure vì thưa ca loop và này tha dương chấp bắt đầu mở đồng nào ca cầu nó mà đo hai đoàn tiết xa cho xa lắm rồi hốt đo chùm lòi trở bàn đồ khơi bởi xin chỉnh dễ nó có nâng ở environment of Windows application mình cứ miền loop đại kê ao chung mua tha chỉ even loop hay là nâng cứ tệ tôn tên nâng đối dựng bàn khơi đi hỏi cứ vì nâng tự tuôn dụng nơi even na thamay thamay và tỏ mò tiết trình vì operation operating system đôi chỉ ca dương click nơi mouse rồi có dương click nơi key na mùi nơi lơ keyboard bao dương nâng viên nâng thua ca rong chạm là hồ thay viên nâng chỉ lại cái nào loop nâng á à, lấy dương ọt bắt đầu dùng khăn từ lơ ở Windows environment ấy hắn tế dương mơ và tỏ mà tiết là tổng tổng nâng phía xa C sharp ở dương cứ loop nâng viên A chỉ consist of a loop viên miền loop nâng miền loop statement hai chủ mùi nâng loop body loop statement nâng vía cứ express prap tức can là compiler thật thao chủ mùi nâng mà đó để dưỡng trong thua ca ở vía xa cho xa là ứng nâng loop nâng rư có mùi tiện ý cứ tệ thuận tên nâng loop body vía cứ chỉ statement đài thua ca execute protobat ca trong step đi mùi đi mùi này loop loop mùi nụ hơi key term bỏ vía nắng cứ dương ai vậy ban tha ca đại dương dành pi loop nắng vía cứ chia iteration đại với miền ở tận đấy pi ở tận đấy ti mùi đồng bộ iteration nắng cứ tha
vì còn tại chi ca đề repetition đòi prapra nữ vừa xa cho xa lâu nâng đòi chúng prapra chúng mùi nâng loop nâng cái hai thay vì iteration hay này mùi tiện nâng vì cứ chia single repetition và này thay đầm ná ca bị mùi mùi nữ không ca prapra chúng mùi nâng loop ní cứ general act of repetition hay ní cứ single step chúng hiên na mùi nếu không cao phá phá nửa lụt ủ thì họ chạy sẵn lại những cái bàn đất xe hỏi cứ ủ thì họ thân lụt mùi vì nằm nào cao chúng luôn phạm đón và nâng cử dương ai hai vì thay chia iteration bằng phòng đài nhưng mưa to mà tiết cứ tiện tổng tình repetition control structures vì miền chúng luôn 7 cứ miền while do while hay chúng luôn for for each ní cứ dương dây nơi session bắt đầu mà tiết đi à lấy mượn bay sân đài vi miền bay nắng vi à thạo giỏi vô viết anh nhạt ở dương thừa ca ở pro tập bắt từ lừa cô na muối cần nạp về đài condition condition nắng cứ lẹ khăn đại trừ hơi dương mưa to mà tiết vi bắt to nắng thừa cô tặng ở đầm ná ca cô tiết lúc ra tái lẹ khăn lên trừ nó cứ tệ tông tình năng đùa quá là hay mấy nhông giấy nó cứ tệ tông tình năng vào và top mất tiết tị bay tệ tông tình năng for loop với cứ việc thuê ca ở pro tập bạc ca tờ lưu cụ code cứ việc đầm ná ca tờ lưu code nắng à sai tờ lưu chùm luôn và màn đoan để dương màn phát đo lại nhưng mà tệ tông tình năng vào loop cứ syntax bỏ viết cứ chạp ra nợ đào bị ở while hay condition statement về hay vì cứ thuê ca đầm ná ca nâng operate đào chúng hiện bay để dân bán khởi nè cứ tìm mối vì thuê ca vì đầm lại tới lơ đầm ná ca rồi bỏ loop nâng thả tao vì trâu được khó và sân dưới việc khó vì nâng chạy trình bị loop nâng hay chúng hiện đầm ná ca tìm bị nè cứ vì thuê ca perform nâng statement nâng không loop nâng tốt miền ấy kể khá viên năng đầm nà ca nó không lụt mùi năng hơi và tốt mà tiết chúng hiện thị bấy cứ viên bật tờ lọc tờ cam chúng hiện thị mùi viên năng thuộc ca và đón xa cho xa là hướng chấn á nhưng mà tốt mà tiết tệ tuần tờ năng đu và lụt với viên và hạp hai tờ chúng mùi năng và lụt đá tái tốt trong tha condition dương khơi chấn condition ở và lụt ở bó hóa cứ viên nơi phát này kháng lừa tại bật sân chị đu và lụt cứ viên nơi kháng khổ mình vinh ở lấy dân mưa thập hiệp khóc này là vì dân viên mệt lấy nhôm mờ ở lấy bắt to mất môn năng nhôm dậy vì vía dương mưa làm pi đầm nà ca đập bò ở Duva liên quan Duva chúng hiện tìm mối vía thừa ca perform nơi con ông statement tại mà đó cứ cô nơi con ông ở Duva nơi miền ấy vía nâng thừa ca đầm nà ca môn hơi bắt to mất tiếp chúng hiện tìm pí vía nâng thừa ca vì đầm lại từ lừa lẹ khán thà ta trở được khó vía nâng thừa ca trả trình đã sai từ lừa lẹ khán chúng mình tìm bấy về tập lập tập can tìm mùi mình ở à lấy dân mưa tới cứ khơi tha qua lụt chúng mùi được đu qua lụt cứ tro kho tròn muối tròn tha đu qua lụt nâng tụ bay chỉ lẹ khăn mấy cái đời vì nâng đầm ná ca giả hậu nha bắt đầu ọt đăng tha lẹ khăn nâng trở được khó thế cứ viện đăng thật thật là đầm ná ca bắt đầu phụ ấy dương khơi nháy syntax bảo viết cứ lẹ khăn được hàng khổ viết đồng ná ca mà đoan được hàng lưu statement năng hát bằng viết chỗ mà check ní cứ chỉ phiếu khó khăn đọc viên while cho mùi nâng đu hòa lụ nhưng mơ tiện tôn từ nâng bản ní ẩn miên ấy bị xe thế đòi pra nâu bản ní cứ while hay cho mùi nâng switch và sân chia user qua thưa ca chốt nơi dương khơi nháy ní cứ admin ban này thập tối và sân chia user nè user nâng quạt chốt copy ưu tiêu thả quạt chạy lịch mùi say hello hay và sân chia quạt user chạy lịch pi vì nâng bà hai chạy tông xa mùi cứ say goodbye hay và sân chia mình user quạt ở ban và cho lệnh mua được lệnh pi tế cứ invalid option và này thay cái khó ha thì user quạt quạt chơi khó lực khó pi lệ để cái ban bắt đầu lại đi hai phần sân chỉ user quạt thưa ca và cho nơi lệnh zone
lịch zone bạn ấy tha user có chuyện lịch zone vì nâng thua ca exit exit chào tại mà đó phụ ấy dương khơi lạc khan đi hái và xin chỉ quạt chuyện mua được gặp phí vì đang đùm ná ca mà đó hay đoàn tiền chấm hết nè bà dương ở dương mơ vô lái cột ní hay là bà to mà tiết để tôi đang for loop đoàn for loop nâng vì đùm ná ca sài từ lưu chùm nguồn và màn đoàn đài developer quạt ban cầm nọt nhưng mà syntax bảo vệ cứ if initialization hay mean semicolon condition semicolon mà chúng mình nâng increment hay vì nâng đồng nào cả statement nâng hàng cầu nâng nhưng mà ưu thế ho cái này ní cứ nhưng khi anh ta cái này ní cứ mean if p f for loop p for loop mui nâng hàng cầu for loop nâng hàng cầu ní cứ ca đại bằng hàng chain column rồi có row chia lẽ cả nạ kể à lâu nhóm ọt dây sắp gọt ngôn đời lừa cả lại nâng tế còn đặt đăng tha nơi khăn ông if ní cứ dân khơi tha vì chập đàn bì tì muối rồi hốt đo đọc bì bà này tha vì lúc chùm luôn bì đọc đó bình dây bì ca lúc lúc nâng vì viên lúc chùm luôn bó vía cứ ai nâng bây đọc đó ta còn là tha p là với loop đo đọc bay nó vì ọt thử đo chấn vì bằng hai trên nơi chùm luôn lên nó cứ chùm luôn ta đọc p gì à lấy dương ọt dây chờn để tôn tôi nâng ở chùm luôn nâng tế dương mưa và tọa mất tiết để tôn tôi nâng component bỏ vì cứ vì miền xe mẹ for loop nâng cứ vì miền thiết chùm luôn bay cứ initialization condition dùng cái nâng increment cứ đưa dương ban khơi như chấn initialization cứ dương chắp đam của nọt vì ấy, cứ tí mũi hơi bắt tổ mở tiết condition dương chọn ở vừa run vào màn đón cứ bia chùm nguồn là đập bị đón tổ chiều được xóa đập bị đón nâng hay bắt tổ mở tiết increment cứ dương chắp đam bộ bộ vì ở vừa phương mà đón mùi mà đón mùi chẳng chùm nguồn bì thành đập đón hơi dương mưa to mà khẳng khổm tiết tệ tôn tư nâng break chùm nguồn continue break ní cứ tệ tôn tư nâng cả break out of a loop dương chạm chơi nhầm bì loop hơi chúng phù continue đi quen cứ vì nâng thua ca finish nơ iteration à lâu nâng ạ hay bắt tổ vì nâng continue tất cả iteration thầm mấy mùi tiết cứ step na thầm mấy mùi xe tiết viêm lỗ cho current one hơi dùng ní cứ task mùi tiết đó cứ finding a factor nhưng mà anh dạy bì tế defining class để tông tên class hay nè ở cái này cứ dùng khơi nhá nè để tông tên là session đi mua cứ dùng ban vậy class class để tông tên là cả interacting cho mỗi nâng object viên cái này cái này nâng phần tay nó có nâng lại như vậy cứ dùng vậy tha nè object cứ vì bằng sai cho là single classification của class cứ vì chăm bài trở tại miền class từ miền object hay object vì cứ chia instance robot class hay dương khơi ní cứ miền thiệt một bấy cứ vì miền class name hay bắt tò mà tiết ở lỡ dương mưa tam nâng sân tới cứ same rule as a variable name cả đại đại chúng mua out class nâng cứ vì đôi tình năng cả đại cho mua ở variable name cho mua bỏ variable t hay nó không nói gì khi mình class name class member cho mình năng access modifier đại class member nên cứ vì chỉ operation attribute mình element đợt tay tiền nhưng mà to mất tiền ở ní chạy tông tình năng access modifier nâng cứ vì chỉ lẽ cả nạn nhát á permitted to an operation hay vì những thứ cả access tự ban nâng cứ vì miễn xem cái gì đài accessor xem access modifier xem cái gì vì anh nhát ở dưỡng thứ cả implement abstraction hay chúng mua nâng concept của encapsulation. À lâu dân mưa và to mất tiết tại tôi nâng access modifier với miền chúng luôn prám. Cứ về miền public, private, internal, protected. Chúng mua nâng protected internal.
đại dương vậy ập bắt đầu sinh khan chuẩn bị tế cứ dương bắt đầu nè dương mưa sân class class chỉ mỗi nâng class member nâng đại miên chỉ là public ban này tha access modifier vì ai nâng thua ca access nơi code group ban này tha u thì họ thay dương miên class chỉ muốn đọc chân và sân gì dương đặt public cứ class tay tiết có ai prapra ban nơi code nâng đấy hay bình phù private events việc tối cứ access ban tại nơi không class tại mùi nâng nút tiền hơi dương mưa tiết ở tiện tôn tư nâng class chúng mùi nâng class member đại ban prapra nơi public vì cứ chỉ phát mùi này abstraction và sân chỉ nì dương mưa tiết kê tha vì ban cầm nọt được interface được gắn object mùi nộp và sân chia class rồi các class member đại dương đã vì chia lẽ cả nạ private nu vì cứ encapsulate và này thao vì hidden hơi vì mình ai thua cả access đòi cột ở tây là tây tiệt ba nút tề để xa vì cứ chia private chấm phụ internal living và sân chia dương giấy vì ở sự private và sân chia nước không cho người ta unit mùi nâng á dương ở sân dễ bị bia bần tay dương dương cua đăng hoàng đá thang internal nâng kê sầm đào tờ lơ single assembly assembly cứ ni dương mơ bà tò mà tiết vì cứ assembly rư gò dương ai sầm đào tờ lơ đất tây tiết cứ pha lý DLL nâng kê chỉ pha bò window đào internal access modifier nâng cứ via start nó không ở DLL để thưa cả access nó can class rồi còn member ban hay access modifier bởi vì nó cứ optional thế hai cái gì tiết tha modify compiler nó nâng thưa cả chặt tục nó class nâng via miền nó internal access modifier nó không cả này đái admin access modifier nâng ban cầm nọt vì nâng cầm nọt đòi default tại một đó cứ internal đòi đi cái kênh dạy đã default access modifier hơi bây giờ bị default ring cứ class vì ai thua ca access ban tại nước nông single assembly rồi còn nước nông our application bảo vụ dương kì bằng tay đưa nhung ban phép chứng internal nó không unit này cứ observe bắt đầu chờ thế rồi đi dương ban khơi nhé dương ban bằng cao nó object mũi để mình chung mua tha J Smith vì class cứ class person dương bằng cao object rồi chính vì class person dương mơ và to mất tiết tệ tông tên năng define class operation cứ tệ tông tên năng method tạm đoàn operation are implement đòi bảo bảo năng instant method vì a chỉ lẽ cả query rồi có read manipulate go write nơ object nào mùi ưu thị hoa dương khơi nhí cứ đồ chỉ phù plơ mình switch on switch off nhóm nâng lộn này nâng hay vì mình nơi xa thiết chúng mình bấy cứ vì mình nơi input output chúng mình nơi processing input nâng cứ chia ca đài input tư can method cứ vì dây bì bò rộng miền nà đài đồng rơ ai thua ca process nơi method nà mũi bà này thay dương input dương miền nơi data từ ai dương input hay dương đặc biệt thôi ấy cứ dùng đặc biệt nó process nó đầm lại để dùng input luôn ngay hay chụp output này vì cái chuyện đầm lại để dùng từ tua cõi vì dùng process hay ní đối dùng bàn khơi nhé processing cứ dùng đầu từ lứa trùng hiền để dùng ai chỉ ca kiện đi được gọi đầm nào ca ấy mùi nâng chụp ca input cứ với miền pi là biết cứ dùng ai input chỉ lại cái nào parameter tức là
tam rồi vậy method input parameter rồi coi dùng read trên p attribute rồi vào object nào mỗi cái bàn đây đi cứ đặc biệt này khả năng cả input để dùng từ lại bán parameter cứ pra đòi method rồi relevant lại cả đặt tay tiếp rồi vào method xem xét attribute cứ vì thuộc cả tục rồi làm parameter để vì tệ tồn tới nâng object chẳng mô tả bật đó mình men còn tài chia method chạy lẹ nào mô như thế output những bạn khơi cứ vừa miền three form cái nhảy cứ vì a chia parameter đại vì a chia reference rồi có output reference hơi vì có a chia ca tự xe return để tiện tồn tên là attribute rồi có output mối tiện nút cứ chia lại cái result đã vì nâng return ở đầm lại nào mối trên những phi function của output nâng mới to mất tiện cứ tiện tồn tên là void dương khơi lại ní cứ void function ní cứ ở mình return type đấy vì còn tại ai đang thua cả show nó message nào mối yên chẳng từ dương mưa tiết dương khuyên tha ni cứ tệ tôn tên là parenthesis rồi gọi dương hào bàn tha kia cứ chia argument list rồi gọi parameter list argument list rồi gọi parameter list nâng vì thật nờ ủ theo ta function nào mùi chẳng tới vì ai nâng thua cả tù dụng nâng input rồi gọi output ấy nâng cứ vì sai tới lỡ parameter nâng ngay tệ tôn nâng constructor mà đoàn constructor cứ vì chỉ bập hệ này method đặc biệt sẽ mũi cứ vì nâng thưa ca ở đầm ná cả nơi bên là đại object nâng chấp bắt đầu create chấp bắt đầu bằng tạo là phim cứ chấp bắt đầu miền ở constructor nâng tạm đó hơi dương para vì nâng sử mẹp thưa ca initialize nơi object đặc biệt thưa ca para bàn dương mưa tiết cứ miền syntax của constructor nâng cứ việc đôi tới chỉ muốn nâng method same tiết đây tại toàn trong tha vì ở miền return type thế ở miền return làm lại nào mùi thế hay chúng ta học một tọt một tiết cứ chúng mua là method nâng cứ chúng mua là constructor nâng trừ tại đôi tới chỉ muốn nâng chúng mua là class thì bởi vậy cứ vì always public almost always mẹ là hốt đấy và này cứ dừng khởi nha, này cứ constructor cứ việc phát đàn đó public hay chung mua rồi bỏ vía cứ get message hay này cứ return này bạn khởi constructor nâng cứ việc bắt đôi chung mua nâng method same tia tê để xa tài vì để xa tài vì thưa ca request nơ này mũi này object nơ bề đại vì bằng cả làng tài bản đó nhưng mơ mà tiết cứ nì một nghề constructor nó cứ vì initialize nơ đầm lại âm long về đại object nó tài bản bằng cả vì chỉ lẽ cái này initialization nơi đầm lại nào mới nơi bề đại object trở bàn bằng cả define class attribute attribute nó được cái ai vậy bàn tha chỉ define nơi constant variable đại vì ở miền ấy có play chỉ mới nơi variable để dùng vậy để tồn tại nâng session môn đúng thế còn để tha vì nâng cứ chỉ part of play mới này method hay instant variable nâng vì cứ chụp này mùi rồi bỏ object và xin dự variable thôi mà đa dương dây bị session khẳng một đa ấm nâng cứ vì chụp này mùi này object chụp này mùi rồi bỏ method hay bởi instant variable này cứ chụp này mùi này object đi cứ hiệp khó phân nền play khả nền rồi viên instant variable chụp mùi nâng variable thôi mà đa variable nâng cứ ai nâng thua cả access đòi method
row tiếng off tại mà đó để dùng ba define được nó class ta mũi hơi vì có ai thuộc cả access đòi method để tùy tiết cầu vì class mũi nâng bàn phòng đài và dùng khơi này hãy cứ custom constructor mũi cứ tệ tôn tên nâng đi dùng khơi nháy chmua việc đôi tên nâng chmua class việc public vì mình là parameter list chúng luôn phí parameter nâng miễn phí hơi role đồng lại để dương ban cầm nọt tam là dạ parameter ní cứ dương đã viết cho tờ cán length nó không cả này ní cứ access modifier bảo viết cứ cứ private rồi có attribute bao nhiêu nâng set viết tờ chỉ private hay thua cả access tam là dạ constructor instant variable cứ viết từ tại phía trên kê cầm nọt viết tờ chỉ private bởi thuộc cả đẹp xa nơ encapsulation đài encapsulation mục nghĩa là bỏ viên thuộc cả đẹp xa nơ phiếp cùng liệt khó khăn nghĩa là viên external view rồi có interface rồi bỏ object nào mũi cả đôi chia cả đài dương implementation này object mũi nông instant rival nâng cứ represent vì implementation này attribute nào mũi dương mưa to mà tiết cứ dương khơi tha miên chủng lượng ưu tiêu hoa chủng lượng bấy dương khơi tha cái lái nít cái store gì lại cả nạn trần hơi vì store tới chỉ lại cả nạn ở lề chứ nè hơi bữa to mà tiết nên cứ tiện tương tư nâng ca store chỉ lại cả nạn string về miên tiết cứ nít store đặt cái lái xem cái này dương khơi tha ti mùi nâng vì miên là thạo giáo xem cái này chủng lượng chủng lượng bấy lại khan đi cứ tìm mùi nó vì miền là thả và gió sẽ nhập thua cá short dương thua cá short nơi date ngày khai nó vì nghe sửa hay bờ tìm đi với cứ vì nghe sửa sẽ nhập user nó không ca mờ rồi cả á nó nè nhưng còn là khơi tới những đường thả March 1st vì còn là P nhưng từ tìm bây ní vì miền là thả và gió bỏ vì riêng riêng luôn đầu tìm bây nó cứ vì nghe sửa nó không ca xoay nhau rồi có categorize by month rồi có by year dương ai bài chạy chỉ là cái nạp lại lại xem xem cái này được chứ nè là biết nó không ca bạc cao được gọi dương từ xe nó cốt cứ via sải từ lờ dương trong bài này kia thì hơi chúng vừa đã tá cứ đôi khi như tại phần nào xin gì dương keep nơi instant variable bao dương nó chỉ private được chứ nè dương man có đôi chỉ dương man đo là interface bao dương nó via chỉ là cái nạp public được chứ nè vì ai nâng phát đo là tập hiệp mùi ở developer thuộc cả cài prai bán cài prai nơi đầm lấy cần nạ phê đáy dương bàn rẽ xa nơi interface nâng tập đài hơi limiting đầu dương bàn cầm nót nơi ca plug đô rồi viên class tập căn class nâng mùi nông ca để dương thua hình chân ca để dương set nơi instant variable private hơi dương bàn đã nơi interface bởi dương chỉ là public cứ vì ai nâng bằng cao nó hiện nghĩa xua nó không cao pra xa cho lắng tại đại mà đoàn hay mà đoàn tiệt bán hơi cực đôi chia dương chùm đánh bền xe mẹp developer nó không cá thật sẽ cột ca đi kinh dễ cái ca đại dương man phát đoàn nơi interface từ đời product interface tức can instant variable nâng đòi pra nơi accessor method rồi có dương ai pra property ban phòng đài buổi to mà tiết cứ dương khơi tha đi cứ chia biếp cao nơi instant variable đại dương ai chập đào việc đào underscore rồi có assign tới lưu ở đây đại dương trong bàn dương trong cầm nót á ở lớp dương mơ và to mất tiệt dương on vậy là khang đăng thế dương mơ ở tại tông tân đăng accessor mùi năng mutator bình accessor mùi năng mutator function rồi còn method vì trở ban bắt đó nơi public interface từ can instant variable từ can class nam cũng được không class nam mùi đòi accessor method vì ban bắt đó nơi mục nghĩa nơi không can an nơi làm lại nam mùi hay prefix bảo vệ chỉ tôi tới cứ chạp đó get
mutator này vẫn cứ đọc bay thua ca c nó đọc lại na mũi đòi phải đào nữ set nơi khẳng mục method mũi luôn chẳng ở xua tha property này vẫn hạt ấy bạn kì introduce nơi ca pra nơi property nâng chỉ chiên ca pra nơi accessor chủ mũi nâng mutator method đòi xa tại dương khơi nơi ưu thị hoa thằng crown pin đi hái cứ để xa tại mutator cỡ đồ chỉ accessor method nâng viên miên lẹ cần nạp bạn nơi khăn ông ca án hay khăn ông ca dô lấy chẳng hắn mơ dương khơi nơi ưu thị hoa sạp ấy self.getCount bạn cũng chọn bộ ấy chẳng tiền vì ở nghi sru đôi property tế property với còn đặt đại nơi self.count chẳng tới cứ dương ai trả bàn tại đoàn hay là việc không cả xe code vì tịch chiêng phong đài nhưng mới ở nít cứ property cứ vì concept vì nó cứ bàn mà bị accessor mới nâng như thế thần tình đầu dương khơi nhá dương tại xe còn tại tại chân máu return máu bàn tại đoàn hay bàn nít cứ ở tại tông tân năng accessor mutator thì ở lớp dân mưa vì cà bạc ca nữ bà nì từ property dân mưa phim khó khăn đi viên phí nữa cứ dân từ xe nơi get kiểu nè bà cũng chọn return hai phần gì dân trong set nơi làm lại dân thở ca nơi bà đồng thơ mũi chứ mùi nâng value keyword ở nâng keyword hay dân thuộc cả đại chỗ thở ca nơi vì vấn đề hai phần dân chia property mình property cứ xuống liên quan là xe nơi get return và nâng máu hai percent chỉ dùng trong set nơi đầm lấy set đã value khởi nhé câu thật sẽ tích hơi chụp cả hai một phá và xuống tiền chụp ở và to mà thì cứ tiện tông tân năng kẹt cho mùi set ní cứ tiện tông từ chỉ mùi năng bài dương ở bạn lại những cái trong vậy tha ở tiệm tôn chơi chụp mùi nâng get được set nâng cứ ai nâng ở cầm nót ban tam rồi chạy đi cứ vì miền là property chụp nốt bay và phép tìm mùi nâng cứ dương ai từ c chia lại cái này read write property được cái read only được cái write only hay chụp mùi get block cái para là return keyword là return là đầm lại chụp mùi nâng set với cứ cái para là keyword value rồi dùng vậy thằng đào mình chân property cứ việc bạn đọc nơi functionality tất cả là accessor được mutator đòi phiếp khó khăn đi được viên viên nâng còn là tha viên nghe xua nơi khăn ông ca an được cửa khăn ông ca dô là bạn đọc hề viện miền A kèo bình năng tế được mối tiết viên ai đang chụm đánh P hay auto implementation property cứ viên nâng thua ca bắt đọc nơi attribute đại viên miền lại cái đôi khi nấng đại auto tại mà đó sẽ property mới nấng hơi dương chậm bài thuật cả implement nữa property t nước lại nấng như mặt trăng vậy vì xin thẻ bảo vệ tế cứ để sao nó không unit nấng cứ kia sẽ bắt đầu tầm khan tới việc tại bản thân gì dương mưa tới khơi tha bản thân gì dương trong ban read only dương sẽ private set write only private get chẳng tới thì họ task optional nhưng mà gì vì tế nhi cứ còn là kê phép tha là việc nó không cần bắt cao được class nó không ở Visual Studio nó kê thôi đào được việc na và cái này nhi cứ kê vậy tha provide interface hay interface nó cứ dùng create nơi public property hay dùng encapsulate nơi instance variable được gọi attribute nhi cứ ưu thế họ là kê chọn ở dùng thôi nữa hay dương mơ cho tới khang khổm tiết cứ lại trong nội working with classes này cứ ưu thế ho task để cái trang là dương thơ nhóm ăn dễ bị viết tế value type mình là reference type thật ra phép khó khăn là viên type bị nâng viên mệnh khác thứ tha type value type này là biệt xe này khăn ông ca simple type hay cho mùi nâng mùi tiết cứ reference type cứ dương khơi nha the same new mean là nâng from a class nhưng mà phiếu khó khăn nhé là integer nâng cứ chia value type này trong cạn này ưu tiêu hòa mới nâng 2% chỉ account này vinh
chia reference type. Value type nâng vi cư chia variable đài vi xâm tạo tư can data đài store tục thu ca rẻ xa tục nâng khăn memory to tạm ở đó hay vi xin chia reference vi cư cron đài chia ca store nâng address rộ memory hay vi thu ca point trong all tư can object nâng khăn nông đài store nâng khăn memory mới nâng nhóm nâng thu ca show nâng rụp hiệu mũi và đi cư chia value type we store toa tại một đó nơi khăn memory hay ní cứ viên nâng trong all tất cả này là mùi này memory đại vi store đấy tại vi store nơi memory address tại một đó ní cứ để trong tên reference type và dừng mưa thêm tí tiết chất chóp ấy cứ nì và đối khăn tế second line is divided into two parts đại vì thua ca cực bằng cao nơi object account mũi hay vì nâng thua ca initialize nơi account number new vì cứ chỉ address memory address of object thamay đại vì thua ca return được can bình dương mơ tiết cứ và xin chỉ dương mơ chấp ba tứ ca để dương pra pra nơi string data type từ bố dương kết thai vì cứ chỉ value type thông đá này tại mẹ thế cái này ní cứ C sharp ta bất vì không thể xa C sharp vì cứ chỉ reference type được như thế để xa tại string nâng trở ban kê để xa tại string nâng vì cứ chỉ bập hết đài ai thua cả plug đồ thế đòi cao bị bê vì đài bằng cao là ní kì như vậy ấy còn vì việc cao lắm, cứ việc mình ai thuộc cao plug độ ba nút đi. Chấm bút enumerated data type enumerated ý nó không phải xa C++ có miễn phong đấy. Đào việc cứ chỉ tập hết discrete value đào represent nơi chúc mua symbolic nơi không ở phía xa C sharp kê phở chớn tại nơi khăn ông unit mùi ní cứ ọt sơ bắt đầu sẵn khăn tế được chân này nhóm mở cờ lông nơi chùm đất mùi nâng tất và dương mưu phát này bắt đầu một tiết kể tông nâng increment decrement như mùi nâng compound operator increment nâng vì cứ ban này tha dương ở add nơi đầm lại na mùi dương đạp một thay nơi đầm lại na mùi nì đưa dương khờ nhé thảo cứ dựng một nơi đầm lại nào mùi và thay tiết trong phụ decrement cứ dựng đọ đầm lại nào mùi trên phí ưu thì hóa nó không đi statement mùi này hơi bờ dựng mơ to tới tiết dựng khơi tha viên miên khó khó khăn tiết increment decrement increment viên miên prefix increment suffix increment hơi ní cứ decrement được khăn đòi tí tiết dựng mơ ưu thì hóa thằng khăn kê vậy nó không đi kia tha vì ở miền khó khăn ấy đi chúng ta prefix chúng ta đang xa phê chúng ta version tháng 2 nâng ạ bản thái và xin chỉ dương pra pra nơi increment được gọi decrement nó không condition statement vĩnh tự tùa giá nó dương khởi nó không if statement cứ vì copy lại cái này kháng đào dương một ưu thị hoa kháng khổng bí ní cứ dương khởi ta và xin chỉ if prefix này increment dùng bộ count thông chiên pram dùng thuộc cả execute nơi statement nơi kháng crown hay bởi này với cư dùng đạn nơi kháng khối dùng khơi tha và xin dị dùng đạn ở bộ nơi mục viên nâng đồng ná ca evaluate đồng lái tư phù mùi ta và xin dị dùng đạn với cư viên thuộc tập pram đoan tế cư if statement nâng cư viên cầm nọt tập pram đoan ấy đạo dùng initialize tập bộ viên nâng cứ smart nâng pram và xin dì dương xe chẳng cứ vi dô bổ mùi mà thuộc cả check kìa hay và xin dì dương xe chết vì nâng check đòi pram chạp pram bị pram lấy mươi compound operator với cứ compound operator ní cứ ca bốc xong cái này ní cứ chia lửa biếp này ca ta xế cứ x smart x bốc nâng hoa u và xin dì dương trong ta xế cắt dương ai ta xế bán như ta xế nơi xe nhà
bold smile đài statement thằng pi này cứ vì equivalent smile kia thế thì mới bắt đầu mà tiếp theo tôi đang compound form composite formatting đào dương para para nơi ca format đặc biệt ở miền phía miền sud đó là user nơi user got dual nè để tháp bây dương message máu dương miền chỉ là cái nào thật sự tam chua tam a và hai chân từ dương mơ ưu thì ho tam đòn tới cứ nị dương mơ hàng người đi sân hello nị cứ how you chân tới represent composite format string vị chỉ là cái nào format string đại vi room xong cái này để dương khơi tha so nị vị cứ chỉ format item so nâng vi cứ sẩm đại từ lơ first parameter bắt đầu vi for format string nị ca vi format string như hái cứ chấp đại mà first parameter nó không session muốn còn nhóm ban vậy đấy tại tôi đang chuẩn bị nâng hơi nị dương khơi output nó bây giờ dương từ c format string chân tới cứ tham miền output dương đòi miền tab anh đi cứ tab viên được cho một to từ không hay dương khơi tham cái lại ní mình bàn cho một to dương đặt tab đá bên cái lại ní to viên lộn chớn hay cái lại ní to chấn anh cái kiểu miền vậy đá cái tham ở đời xa tại cursor nó viên đang thưa ca rụm lộn từ tab mùi thay tiền và tua pi bằng bảy character nếu không còn lại ní cứ dùng hộp tới mùi pi bảy buồn pram buồn phân bảy vì mình chuẩn luôn bằng bảy để chế bằng lồng chẳng hạn bằng lồng mà đòn tay và sinh gì không cả này ní với mùi pi bảy buồn pram bằng mùi bằng phân bằng bảy đó chẳng bị chặt ra pi bằng bảy nhưng tới bản chất nhưng khơi tha vì nếu không còn lại ní sọt lọt tu cái lại ní sọt lọt chờn hay không còn nâng cái trong vậy pi pi chậm lại nâng chụp bu ở zone các biệt đọc son các biệt đọc nó cứ dương ở trong thuộc cả đạn nơi bình lại nó không ủ thì họ nếu dương khơi son các biệt đọc nó dương trong đạn trở lo space nơi mục nó chùm luôn ở đọc trở lo đọc cả lá đọc lo hơi và sân chỉ dương thường chấn ca đại dương input nơi đầm lại là đã ọt khục chùm luôn đọc nó viên nâng và hai space nó khẳng mục bởi xin chỉ dương trong align với tư căn phát này càng truyền dương thuở bán dương đại sẽ nhạc đọc mối tới chỉ ca sẵn lại thử nhé vì bà hàng trên mình bị càng truyền của mình bà dương căn đề chất đo tìm cho bấy dương mưu bà tôi mới tiết tệ tôn tư nâng ở colon C nơi khả nông xe xin đi mối nhóm bàn dạy được khả nế vì sẽ nhạc thuở cả cầm nọt nữ formatting sẽ nhạc ở currency JP currency nè chấm nón lối đại vì mình copy bia phần màn chẳng tới nếu không ở session tìm mối dương vậy để tôi tin rằng syntax error vì rằng thôi cả đòi trên ba hai nửa xa xem xế như này hay bởi sân chỉ ní cứ để tôi tin rằng ở chấm loại dương vậy phí logic error mà đó chúng mình đang ca debug logic error nó cứ nó về đại dương compile việt miền error miền ấy khó thế có phần tái việc khó nơi trong logic đại dương về dương ưu thế hoa thay dương kẻ địa lệ ấy chẳng tới về compile nó việt rằng tái khó trong tờ logic đại đầm lại đại dương trong bán viền bền chẳng á dương ai đừng khó nơi sinh nhà na mui ấy chẳng tới bột đỏ ấy khó nâng kẻ tôn tới nâng cả khó nơi logic kê cần dạy ban phong đá cứ mưa bị thi nó có nông cả bác sài nó phải nhà nâng phần đá ở logic nâng cứ vì ai đang phải chia bán về sai nó về đại dương từ tua bán nó bỏ phía sau từ tam nâng nghề phần sơn nhị dương bán bỏ phía sau chớn dương chua và tiền nó phải nhà đang tịch đi bạc cơ nó vì cứ chia đầm lại ni cái gì ấy về miền tịch nịch nó không cả deal đó sai nó phải nhà nó bán đã pra pra được đi bạc cơ nó bỏ nơi compiler na đại dương bán pra pra ni compiler IDE vì thua cả xoay rồi nơi logic error bán đầu dùng para para là breakpoint breakpoint nó cứ việc chia dot tội mối dương đã được trong dùng lại cột nào mối dương tới nó về để dùng run viết viết nó stop nó trong dùng lại breakpoint nâng hai dương ai nâng thôi cả evaluate nâng đầm đà ca bỏ viết nâng bàn tam là ca để breakpoint nâng hai nó không breakpoint khá debugger khá cứ về miền bắt đầu là tập hiệp ao use developer nâng nó không ca đặt nơi if else statement a nó không check cả thay tiền nó không breakpoint nâng
watch variable ni vi chi variable muoi neu khnong debugger ruoi khnie vi keung tha phdol lathaphiep ao developer neu khnong ka tam dan neu damna ka robos variable damna ka robos ka dai yeung kapong ta debug nung ah debugging session nung chuop tam dong constantly tam dong hai chumpu call state btot ma tiet ni keu vi nyeng vi order đời method mới ná để cua tại vì màu hai màu pra nâng tam vì ở lục đập run start vì cái chữ function của debugger để thưa các chập đam nơi execute nơi bây giờ chập đam đầm nào ca nơi cam vị thi nào muối hơi vì nâng thưa ca bắt to là hốt đo break point nâng bàn mặt đỏ reach continue cứ viên nâng chấp đá ông bì line à lâu nâng current line ông bì application vào dưỡng rồi hô tất đó break point mùi thông mấy tiết step step nâng viên miên chạy chênh chìa step into step over đối dưỡng khơi tiết đấy step into ní cứ chìa ca đại dương ưu thị hoa thai dương debug hơi dưỡng trong ở viên tập canh và to tới tiết dưỡng ai bà bà nữ chụp nâng step into nâng we are continue debugging from the first line hay the step over ni គឺ đối khnia we are nung thua ka bạch chop nơ execution nơ method na muoi in one step ba nei tha yeung pra prah nơ step over nung we are nung thua ka execute ta ma dong eh tae ba sen chi step into nung we thua ma dong hay ma dong tiet muoi muoi rohot da chop nơ ka execute robo method muoi nu hai viên thưa các continue debugging from the next the pena đã miền method the tay tiết bản hàng type step out đi vậy cứ vi in one step được kia hai viên thưa các continue the debug là hold đó là trong gì thắt step out nữa và xem gì dùng thưa chẳng hay dùng trong phải chụp á dùng trong phải chụp được cả debug nơi chờ lo nâng dùng ai step out ra đó cứ dùng ra nơi một nghĩa mùi năng logic error ni cứ tệ tông tầng task mùi tí rái cứ nhóm ọt nhảy vì việc thế vì miền error logic hay kì áo dương cài vì logic mùi năng ba bật mật ọc chúng ta trong crowd ấy cứ ni task mùi tiết tệ tông tầng term definition cứ kê trong áo dương vô xoay rộng ổng bị áp tờ đầy được bỏ vía đôi thà a task ấy kế tới cứ chỉ access modifier, access method, algorithm nâng ấy, agreement list, parameter, condition. Thằng đám cứ nhóm ban gì đằng o hay, cứ increment, dangling L, để L dương trâu pra nơi curly braces, nằm bây cũng ở compiler mình phép vô cho lắm. Hay, ni, quality, operator, increment, sau tới dùng ban dạy tặng ở hãy và short circuit evaluation step out watch variable truth table structure theorem sau tới dạy ở hãy further problem from textbook phát this past exam question kể mình question tăng bị cho năm bị quản buồn chnam ni cứ bị bọt ở phần phần hay mục vị trí nó cứ miền dù hai để toàn tên năng object oriented development nâng kê trong ở dương define following term và chúng bố session mỗi ni cứ dành pi control structures, classes and data type. Hay dương khơi tha dương ba nở dây để tôn tư nâng chúng đợi chẳng ổn đi. Hay nhóm kết tha ổn miên ếm lộn để tôn tư nâng chúng đợi chẳng ổn đi tế. Cứ nhóm ba nở dây ổn hỏi session mùi ní cứ miên chùm nuôn thông po chả ra ảnh tích cứ ra hốt tạo đó xam sắp bầm bầy thông po
Bà vậy ở hái chẳng nếu cứ tiện tôn tới nâng ca review nâng C sharp đại vì ban mình dạy tới cover nó không ở prerequisite unit unit đợt tây mũi tiết đại chỉ là cái nào beginner nâng sẽ là beginner hay đi cứ là cái nào mà level mũi thay tiết đấy được chứ nhé ở nơi không ở session và tọa mà tiết dương nâng dạy và to tiết tại tôn tên nâng ở OOD hay chúng phụ ngày ní cứ nhung cái thà nhung nâng vật chọc trong chúng mình nâng ấy ở quân chúng phụ cả tạm đán của bọn này tặng ngọc kia.